Quý vị và các bác của em thân mến, clip này Quang Bình nhận về được rất nhiều dòng dây quang bãi của Hitachi bãi Nhật. Như quý vị và các bác của em đã biết, Hitachi một trong những thương hiệu rất là lớn trên thế giới và trong lĩnh vực âm thanh, Quang Bình đã khai thác rất nhiều sản phẩm khác nhau, có nhiều clip đã chia sẻ cho anh em. Clip này thì lại lên cho anh em cái dòng dây quang bãi được tuyển chọn rất là kỹ từ đầu jack lên dây dẫn này, giá rất là tốt anh em nhé. Một cái sợi dây quang bãi Nhật xịn này, chất lượng này mà chưa đến 200.000 một sợi. Anh em mà đang sử dụng những cái dòng dây quang kém chất lượng ấy, anh em nên bỏ đi, thay vào đó là sử dụng vào những cái dây quang bãi chất lượng cao này, thì cái chất âm của cái bộ dàn âm thanh của anh em nó cải thiện hơn rất nhiều. Chất âm của cái bộ dàn âm thanh có hay hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái dòng dây tín hiệu dây quang kết nối từ TV xuống âm ly hoặc TV xuống DAC giải mã. Dây quang bãi này, cái sản phẩm là không thể thiếu trong mọi dàn âm thanh. Dây quang bãi được tuyển chọn rất là kỹ, sẽ có cái đệm mút cao su để bảo vệ, để bọc cái tránh những cái bụi bẩn ảnh hưởng đến cái chân tiếp xúc, và mỗi một cái chân tiếp xúc này được mạ vàng truyền tải tín hiệu cực tốt. Anh em mà sử dụng thì sẽ bỏ cái đệm mút cao su ra, khi không sử dụng thì anh em sẽ đóng lại để bảo vệ cái đầu tiếp xúc nhé, để bảo vệ cái đầu tiếp xúc phía sau. Lõi phía trong thì được bọc bằng một cái lớp vật liệu cực kỳ đặc biệt, rất là mềm và mịn này, bảo vệ cốt xe phía trong cực kỳ tốt. Cái dây quang Hitachi bãi này là đúc nguyên zin nguyên bản từ đầu jack đến dây dẫn, khả năng truyền tải tín hiệu cực tốt, cải thiện chất âm cho mọi dàn âm thanh. Anh em mà đang sử dụng những cái dây quang kém chất lượng ấy thì nên bỏ đi, đầu tư thêm một chút này, chưa đến 200.000 đưa thêm một cái sợi dây quang này về để cải thiện chất âm cho cái bộ dàn âm thanh của anh em. Đấy, chất lượng rất tốt, dây quang bãi Hitachi bãi Nhật. Đấy, dài 1,5 m, và ngoài những cái bản 1,5 m ra thì sẽ có những cái bản mà dài 3 m. Đấy, bản mà dây màu đen của Hitachi này. Đấy, bản này thì dài 3 m hoặc là 5 m. Đấy, để anh em có thể lựa chọn sao cho nó phù hợp với lại cái khoảng cách và cái nhu cầu sử dụng của anh em. Và cái bản 1,5 m này 185.000 một sợi. Đấy, dài 1,5 m. 3 m là 320.000 một sợi. Đấy, và 5 m này là 350.000 một sợi. 1,5 m hay là 3 m hay là 5 m thì anh em cũng có thể liên hệ với Quang Minh. Và ngoài cái dây quang ra thì Quang Minh sẽ có những cái dây tín hiệu, dây hai đầu AJ RCA, hai đầu AV bông sen này của Hitachi bãi Nhật này. Hàng tuyển chọn hàng bãi xịn thôi, dây Hitachi, jack Hitachi. Hitachi bãi Nhật. Đấy. Những cái bộ dây tín hiệu hai đầu AV Hitachi này cũng dài 1 m này, cũng giá rất tốt, chỉ có 250.000 một bộ thôi. Đó. Hoặc là những cái dòng dây cân bằng Calon đực cái. Đấy. Dòng dây cân bằng Calon đực cái này, một đầu Calon cái là đầu có 3 lỗ này và đầu có lon đực, đầu có 3 chân này, cũng dài 1 m, cũng chỉ có 250.000 một bộ. Đó, và ngoài ra sẽ có những cái bộ có lon đực ra về hoặc có lon cái ra về, hoặc là những cái bộ mà dây có lon cân bằng, dây cân, dây ba lăng, dây cân bằng có lon đực cái, hoặc dây RCA, dây AV này sẽ có những bộ dài hơn đấy, ví dụ 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, thậm chí dài hơn cũng đều có, tùy theo nhu cầu và cái khoảng cách thiết bị của anh em. Và trên đây thì Quang Minh có giới thiệu đến quý vị và các bác anh em mẫu dây quang bãi, những cái dòng dây quang bãi của Hitachi, khoảng 1,5 m này 185.000, 3 m là 320.000 và 5 m là 350.000. Hoặc là những cái dòng dây tín hiệu, dây RCA, ai đầu AV hoặc dây ba lăng cân bằng calo được cái. Và mọi thông tin quý vị và các bác của anh em có thể liên hệ với Quang Minh 0944737321. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Gia Bát hoặc là Đống Đa. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác của anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn các bác của anh em trong những video clip kế tiếp.